Bộ đôi thuốc thảo dược trị suy giãn tĩnh mạch Pilovan thuộc khoa tim mạch Pilocap. Pilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Chào bạn, tôi là Đào Hằng, chuyên gia tư vấn khoa tim mạch của Pilora. Tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Pilora. Suy giãn tĩnh mạch không chỉ gây khó khăn trong vận động và cảm giác đau nhức, tê mỏi cho bạn mà còn dẫn đến biến chứng hình thành các cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu ở các mô, các bộ phận quan trọng trong cơ thể. Nhiều người điều trị bệnh rất tốn kém thời gian và công sức mà vẫn không khỏi. Bạn đang loay hoay tìm mãi chưa ra giải pháp nào thật sự hiệu quả. Đó là bạn chưa biết đến bộ đôi thuốc thảo dược Pilovan tiêu chuẩn chất lượng Mỹ. Đầu tiên, cùng tìm hiểu về tập đoàn Nature Factor, nơi cho ra đời bộ đôi thuốc thảo dược Pilovan bạn nhé. Bộ đôi thuốc thảo dược Pilovan từ Mỹ là sự kết hợp giữa hai thành phần: thuốc thảo dược tăng cường lưu thông máu Kaizen và thuốc thảo dược phục hồi van tĩnh mạch Hot Chestnut Quick Grab Seed Extract, được sản xuất bởi tập đoàn Nature Factor từ Mỹ, được thành lập từ những năm 1950 với gần 70 năm trong lĩnh vực y học. Nature Factor đã cho ra mắt hàng ngàn loại sản phẩm và được bán rộng rãi ở khắp thế giới. Về cơ sở vật chất, chúng tôi sở hữu 700.000 mét vuông trên 9 địa điểm ở Bắc Mỹ, bao gồm văn phòng, cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm, các trung tâm phân phối, kho bãi rộng lớn, trụ sở chính ở British Columbia, văn phòng đại diện ở Monroe, Washington, nước Mỹ. Thương hiệu Nature Factor đại diện cho nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu với hơn 1.000 dược sĩ với thâm niên hàng đầu, hơn 30 năm kinh nghiệm đang hợp tác tại đây. Mỗi sản phẩm được bào chế bởi công nghệ hiện đại tân tiến với các quy trình được kiểm soát khắt khe. Chúng tôi sở hữu hơn 2.000 mẫu đất để trồng các loại thảo dược. Trang trại Nature Factor nằm tại thung lũng phù sa giữa hồ Upper và hồ Swan, ngay phía nam thành phố Armstrong, Colombia. Vùng đất được hình thành trong hàng ngàn thiên niên kỷ bởi vì nước hồ Upper liên tục bị ngập trong thung lũng dưới đây. Những trận lụt này đã tạo một lượng lớn chất hữu cơ lên đất. Đất phù sa bồi cực kỳ màu mỡ ở độ sâu 2m và có phân tầng vôi đặc biệt, đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa độ pH của đất. Việc kiểm soát hoàn toàn việc lựa chọn giống là thế mạnh của trang trại. Chúng tôi đảm bảo chọn đúng loài không lai, hạt không biến đổi gen. Điều rất quan trọng là đảm bảo rằng giống cây trồng tự nhiên khỏe mạnh, vì cây con khỏe mạnh là cây trưởng thành khỏe mạnh. Tiêu chí hạt giống của Nature Factor là hạt không lai, không biến đổi gen và hoàn toàn hữu cơ. Tất cả các thảo dược đều được trồng ngoài môi trường tự nhiên nên việc kiểm soát mùa vụ là điều rất quan trọng. Các bước gieo trồng, thu hoạch phải đúng thời điểm để mang lại sản lượng và chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, việc thu hoạch hoàn toàn thủ công, chỉ lựa chọn những sản phẩm đã đủ tiêu chí. Điều này khác biệt hoàn toàn với việc thu hoạch bằng máy. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty dược phẩm duy nhất có trang trại hữu cơ riêng, khai thác, đóng gói vào các cơ sở sản xuất riêng, các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu riêng biệt và một mạng lưới rộng lớn các đối tác khoa học và bán lẻ. Chúng tôi là nhà sản xuất duy nhất ở Canada có cơ sở đóng gói soft gel riêng, cho phép kiểm soát được sản phẩm cuối cùng. Cơ sở của chúng tôi có thể sản xuất lên đến 4 tỷ soft gel mỗi năm. Để đảm bảo minh bạch, chúng tôi đã chọn Isure để chứng nhận sản phẩm của mình, vì họ sử dụng các thiết bị hiện đại để xác minh các sản phẩm của chúng tôi không biến đổi gen, an toàn và có hiệu quả. Ngoài chuyên môn về khoa học, chúng tôi tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu trên thế giới, liên kết với các trường đại học trong khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, châu Úc. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc trong bộ đôi này có những thành phần gì, nguồn gốc ra sao? Quy trình sản xuất có gì đặc biệt mà tôi có thể tự tin giới thiệu đến bạn như vậy? Thuốc có thực sự tốt và phù hợp với căn bệnh suy giãn tĩnh mạch của bạn? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên, hãy cùng tôi khám phá thành phần chiết xuất hạt dẻ ngựa Hot Chestnut và chiết xuất nho Grass Seed trong thuốc thảo dược phục hồi van tĩnh mạch Hot Chestnut with Grass Seed Extract. Nho thường có nguồn gốc vùng địa Trung Hải, miền Trung châu Âu và Tây Nam châu Á. Đây là loại cây thân leo cao tới 35m, vỏ cây dễ bong, các lá so le giống chân vịt, dài từ 5 đến 20cm và rộng. Quả nho mọng có đường kính 3cm và khi chín màu tím sẫm đến đen. Nho được trồng khá phổ biến trên thế giới, nhưng tại Nature Factor, chúng tôi sử dụng giống nho không biến đổi gen, sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về độ tinh khiết và được chứng nhận không có dư lượng thuốc trừ sâu, không có thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Trong quá trình chăm sóc, cần cắt tỉa cành cẩn thận, chỉ để lại cành quả. Khoảng 20 ngày cây bắt đầu ra hoa, đậu quả. Mùa thu hoạch nho bắt đầu vào cuối mùa xuân khi những chùm nho đầu tiên chín tới. Tại trang trại của chúng tôi, công việc hái nho là vô cùng quan trọng, được yêu cầu chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ càng vì nho chỉ được thu hoạch vào ban đêm chứ không phải ban ngày, nhằm giữ được nhiều đường và axit. Trái nho sau khi thu hoạch được đem về sơ chế và tiến hành tách hạt. Trong mỗi trái nho, hạt nho chỉ chiếm khối lượng từ 2 đến 6%.
Hạt nho được làm khô trong 24 giờ. Trong khoảng thời gian 24 giờ này, hạt phải được làm nóng lên ở nhiệt độ thấp nhất có thể. Được gọi là ép lạnh để trích xuất dầu và nước ra khỏi hạt. Hạt nho khô thu được đem đi ép để tách riêng dầu và bột thô. Bột thô lại được đem nghiền thành dạng bột mịn chứa nhiều dưỡng chất, flavonoid. Các flavonoid hữu ích trong chiết xuất hạt nho được gọi là proanthocyanidin, có tác dụng chống oxy hóa cao, bảo vệ mao mạch, tĩnh mạch và động mạch từ các gốc tự do. Cây rễ ngựa có tên tiếng Anh là Acaulus hippocansanum, thuộc họ kẹ lá mọc phân cách, có hoa màu trắng hồng, lá xanh có gai. Cây rễ ngựa có xuất xứ ở các vùng rừng núi từ Baikal qua Tây Á đến dãy Himalaya. Hiện nay thì nó phân tán và phát triển trên toàn thế giới. Thời kỳ trồng rễ ngựa trong tháng 11 đến tháng 12 hoặc tháng 2, tháng 3 là thích hợp nhất. Ủ hạt rễ vào cát từ 4 đến 6 ngày. Hàng ngày kiểm tra loại bỏ những hạt sâu thối và phun nước giữ ẩm mỗi ngày. Ươm hạt nảy mầm thành cây con. Khi đào cây non cần chú ý giảm bớt tổn thương ảnh hưởng tới bộ rễ. Khi trồng tránh trồng sâu, nhất là đối với cây ghép, điểm nối ghép phải lộ cao khỏi mặt đất, nếu không đất sẽ bị ứ nước làm hư hỏng và chết cây. Cây rễ trưởng thành có độ cao tối đa 39m và bắt đầu ra hoa vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 6. Trong năm thứ tư trở đi rễ bắt đầu cho quả. Thời kỳ thu hoạch rễ vào mùa thu. Chúng tôi thu hoạch bằng phương pháp thủ công, đó là chỉ nhặt những hạt rễ đã chín rụng xuống gốc, không chặt thân lấy rễ vì như vậy chất lượng quả không cao. Sau đó dùng dụng cụ thu lượm về, lột vỏ và đem vào nhà máy chế biến. Công đoạn tách chiết exin từ hạt rễ vô cùng nghiêm ngặt vì chúng không được tiêu thụ ở trạng thái thô. Theo FDA, hạt rễ ngựa khi chưa qua xử lý có chứa esculin. Đây là thành phần không tốt cho sức khỏe, gây kích thích dạ dày, buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Chiết hạt rễ ngựa với axit acetic ở nồng độ khoảng 2%, nhiệt độ phòng trong 1 đến 2 giờ và loại bỏ dịch chiết. Sau đó đem các hạt đã được xử lý đi chiết bằng 70-90% cồn có trọng lượng phân tử thấp. Sau khi hoàn thành chiết, dịch chiết được cô đặc trong chân không trong điều kiện vừa phải, thu được dịch chiết khô đậm đặc, exin. Exin trong hot chestnut có tác dụng ức chế quá trình giãn nở tĩnh mạch, làm tăng cường độ của các tĩnh mạch và cải thiện lưu lượng máu trở về tim. Tiếp theo là thành phần Capsaicin Anium chiết xuất từ ớt Cayenne. Cayenne có xuất xứ từ thị trấn Cayenne của nước Pháp. Mỗi quả ớt có độ dài từ 2 đến 5 inch. Ớt Cayenne có màu vàng, màu tím và phổ biến nhất là màu xanh và màu đỏ. Ớt có thể được trồng quanh năm, từ lúc gieo hạt đến thu hoạch chỉ mất khoảng 3 đến 4 tháng. Nhưng tại trang trại của chúng tôi, chỉ trồng vào mùa thu để sang năm sau thời tiết nắng ráo thuận lợi cho việc thu hoạch quả. Để trồng ớt, đầu tiên cần ngâm hạt ớt trong nước ấm khoảng 30 phút. Đất trồng ớt cần nhiều dinh dưỡng và tơi xốp. Gieo hạt sâu xuống mặt đất khoảng 0,5-1cm, tưới đủ ẩm rồi phủ màng ni lông lên trên. Sau khi gieo hạt khoảng 1 tuần thì cây bắt đầu lên mầm. Giống được trồng trong các nhà lồng kính có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu vào. Khi cây có từ 4 đến 5 lá, 30 đến 35 ngày sau khi gieo thì chuyển cây con ra trồng. Sau 2 tháng cây được tỉa bỏ bớt cành, lá để cây ớt phân tán rộng và gốc được thông thoáng. Khi những trái ớt chuyển màu cam đậm thì bắt đầu thu hoạch, ngắt cả cuống để đảm bảo độ tươi. Chỉ chọn lựa những trái ớt còn nguyên không bị hư nát. Thu hoạch những trái ớt đầu mùa đến 30 ngày. Những trái ớt chín sau sẽ không được lựa chọn vì chứa ít dinh dưỡng. Ớt sau khi thu hoạch đem sơ chế sạch rồi tiến hành ép và thu lọc được hỗn hợp dung dịch ớt Cayenne. Hỗn hợp thu được đem cô đặc và phun sấy. Sau đó hòa tan hỗn hợp nhiều lần trong dung môi để tách riêng nước ra khỏi dung dịch. Dung dịch thu được trung hòa trong môi trường pH bằng 7 để thu được Capsaicin Anium. Thành phẩm thu được sau đó kiểm tra kỹ lưỡng, đánh giá chất lượng mới đem đóng gói. Hàm lượng Capsaicin Anium thu được có chức năng kích thích tuần hoàn máu, tăng cường lưu lượng máu và đánh tan máu bầm trong tĩnh mạch. Bạn đang thắc mắc vì sao cũng là thảo dược chiết xuất từ nho, rễ ngựa, ớt Cayenne, nhưng bộ đôi này lại có tác dụng hơn hẳn so với các loại khác. Tôi có thể trả lời giúp bạn, đó là bộ đôi Bilovan được Natural Factor sản xuất dược phẩm theo quy trình và tiêu chuẩn của Mỹ. Bước 1 sơ chế. Tất cả các nguyên liệu từ kho được đưa đến nhà sản xuất đều đã qua quá trình sơ chế, làm sạch, loại bỏ vi khuẩn. Thảo dược được xử lý bằng khí nitơ hóa lỏng. Bước 2, chiết xuất tinh chất từ nguyên liệu. Các nguyên liệu được chiết xuất theo các quy trình khác nhau. Mỗi loại thảo dược có cách điều chế bằng các công nghệ riêng biệt không giống nhau, nhằm đảm bảo hiệu quả và giữ được dưỡng chất tối đa của từng hợp chất. Tiếp theo là quá trình pha trộn. Các thành phần thảo dược sẽ được nhào trộn một cách cẩn thận theo tỷ lệ quy định và đưa qua quá trình tiếp theo. Sau khi nhào trộn xong không nên để lâu ngoài không khí, bởi vì hỗn hợp thuốc thảo dược cần được bảo quản trong điều kiện nhất định. Bước 5 là quá trình kiểm tra. Chất lượng của từng viên được kiểm tra bằng phương pháp thủ công, hình dạng được kiểm tra kỹ càng, độc nhất về kích thước. Tất
tất cả các sản phẩm của tập đoàn Nature Factor sản xuất ra phải được kiểm định, chứng nhận của FDA, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn AICCP và cuối cùng là đóng hộp, băng truyền đưa từng viên thuốc thảo dược đều kiểm tra vào từng hộp do chúng tôi sản xuất, có thiết kế riêng, có thống kê số lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng cụ thể. Vì việc sản xuất phụ thuộc vào mùa vụ nên để đảm bảo chất lượng tốt nhất, không nhập những nguyên liệu từ bên ngoài vào nên mỗi năm chúng tôi chỉ cho ra đời 5.000 bộ đôi thuốc thảo dược. Trong liệu trình đầu tiên sử dụng, bạn sẽ nhận thấy hết cảm giác đau nhức, châm chích, khó chịu. Tôi cam kết rằng chắc chắn bạn sẽ hài lòng và điều trị dứt điểm bệnh suy giãn tĩnh mạch khi sử dụng bộ đôi thuốc thảo dược Bilovan của Bilora. Chắc hẳn với những thông tin trên, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào bộ đôi thuốc thảo dược Bilovan từ Mỹ. Nếu bạn thắc mắc về bệnh cũng như bộ đôi thuốc thảo dược Bilovan điều trị suy giãn tĩnh mạch của dược phẩm Bilora, hãy gọi cho tôi theo hotline 0909316597 hoặc 0962158661 để được tư vấn trực tiếp, hoặc bạn có thể truy cập website quendibenhsuyanttinhmach.com, youtube.com/bilora tv hoặc bạn có thể đến tại địa chỉ dược phẩm Bilora tại số 32 đường 34 phường An Phú quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Để nhận thêm thông tin mỗi ngày, bạn hãy đăng ký theo dõi fanpage và kênh YouTube bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn luôn vui khỏe. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.